Thấy không vô? Nhiều này mình bắt đi cho gà con ăn thôi nhờ. Còn hết rau rồi.
Này cho anh này. Đây. Cực. Cực. Cho tiếp cái này cho mẹ. Đây. Ngoan nữa. Ăn nhá. Con lấy cái này thì cho gà đi, bố bẻ lá nhé, bố bẻ lá như thế con. Con mang đi cho con gà con chưa?
Thôi đi cho vịt ăn đấy con. Đấy, con hộ bố á. Nhiều con, giỏi chứ. Thì con lấy đi cho vịt ăn nhá. Con hộ bố lấy cái này vào rổ ấy, đây này. Đi cho vịt ăn thôi. Đấy. Đi. Cool.
Đang vớ bầu gần hết xuống được. Không vớ bầu gần hết xuống được. Ôi. Cho em tí. Con này có thế nào? Nó sống được. Nó trồng nó sống được. Mẹ im rồi. Con đi lấy ô ra về phía đây. Chắc là thôi đó. Có chiếc chuyển hốt. Chuyển hốt về trồng đó. Chiếc chuyển trồng đây thôi.
mẹ dọn cái chỗ này. Tưới đấm rồi nhé con nhé. Vâng. Tưới nhiều nhiều nước rồi nhé. Vâng. Lấp xong con mới tưới được chứ. Lấp xong tưới nó bị ngấm nước. Con tưới đi. Đây, bọn mình cắt đi là nó đẹp quá. Cái này cắm ghi còn sống. Cứ cắm bừa cái này. Cắm vào đây. Cắm vào đây. Cắm vào đây nó còn sống. Rửa chân tay đi con ơi.